Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một thủ thuật rất là hay trên Zalo, đó là đặt mã khóa Zalo trên máy tính. Thì việc đặt mã khóa Zalo trên máy tính sẽ giúp bạn ngăn được người khác vào xem trộm tin nhắn hay là phá rối Zalo của bạn khi mà bạn đi vắng. Thì đầu tiên để mà cài đặt ứng dụng này á, thì bạn vào đăng nhập vào Zalo trên máy tính của mình. Sau đó bạn vào phần cài đặt thì có hình bánh răng như này, bạn bấm vào cài đặt. Sau đó thì tiếp theo bạn chọn vào phần cài đặt. Thì ở phần chung, chỗ thư mục chung này thì bạn kéo xuống ngay chỗ cái thiết lập. Thì thiết lập đây thì bạn có thể thấy thiết lập mã khóa ứng dụng. Thì bạn bật cái chế độ thiết lập mã khóa ứng dụng lên. Sau đó thì bạn hãy nhập cái mã khóa mà mình muốn thiết lập vào. Ví dụ mình sẽ nhập vào và xác nhận mã khóa bên dưới. Bạn bấm, sau đó bạn bấm lưu, rồi bạn bấm tiếp theo, bạn bấm lưu một cái nữa. Sau đó thì như vậy là cái bạn đã thiết lập mã khóa trên Zalo trên máy tính rồi. Thì để mà ví dụ như bạn đang làm công việc và bạn đi ra ngoài, đi công việc ra ngoài, thì bạn có thể khóa cái Zalo của mình trên 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 máy tính bằng cách là bấm tổ hợp phím Ctrl+L. Như vậy là Zalo trên máy tính của bạn đã khó rồi. Khi bạn muốn truy cập lại Zalo trên máy tính thì bạn chỉ cần nhập mật khẩu để cài đặt ở trên là có thể đăng nhập lại Zalo trên máy tính. Mình sẽ đăng nhập lại. Đó. Như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn xong cách thiết lập mã khóa Zalo trên máy tính rồi.